Hello, hello, xin chào mừng anh quay trở lại với kênh YouTube của Moon Talk Station. Và mình là Hưng Cạo. Hôm nay mình sẽ quay lại cùng với trợ lý của mình để giúp mình unbox một món đồ chơi trong ngày hôm nay. Dạo này kênh mình rất là nhiều món đồ chơi mới lạ. Và cụ thể là trước mặt mình ngay bây giờ Solar or Langula ta gì đấy, mình không biết. Đây là một món đồ chơi mình đổi được lại cũng tại trung tâm Time Zone luôn. Và nhìn qua thì đây là một chú khỉ mà có thể chạy được bằng năng lượng mặt trời. Đó, nhìn hấp dẫn đúng không? Một bộ đồ chơi dành cho đối tượng trẻ em từ 8 tuổi trở lên. Và nó sẽ có kiểu đây, nhìn qua hình hộp này anh em biết là nó có những cái mảnh như thế này mà chúng ta sẽ phải cắt 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 để lấy những cái mảnh ghép này, sau đó lắp ráp thành hình như này. Đấy. Ok. Nhìn qua hộp chút xem nào. Không có gì nổi bật cả, một hộp màu trắng, trắng tinh, trắng phớ luôn. Đây, họ recommend cho chúng ta là chúng ta sẽ cần một cái kéo cắt bấm theo kiểu như này để có thể bấm được những cái phụ kiện ra khỏi cái tấm. Thôi, không còn gì nữa, bên ngoài thế thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi unbox nha. Bắt đầu nào. Và bây giờ mình sẽ nhờ trợ lý unbox giùm nhá. Nhàn tinh. À, bóc đây, nghe. Khỉ chạy bằng năng lượng mặt trời anh em ạ. Nhìn không hiểu chạy kiểu gì luôn. Mình khá là quan ngại là không biết là lắp xong rồi nó có chạy được không nữa. Hả? Gì á? Hả? Ở đây có một cái mạch như kiểu mạch điện ấy, anh em ạ. À đấy, đấy, đúng rồi, đây là một tấm tấm pin mặt trời đấy. Nếu mình không nhầm thì đây là một tấm pin mặt trời. Còn đây là một tờ giấy hướng dẫn. Khá là nhiều thứ đấy. Ui. Tờ giấy này nên giữ lại nha. Không, tờ giấy này là lắp cũng khó đấy. Rồi, để sang một bên. Bên này có cái gì đây? Một số các bánh răng căng đấy. Phức tạp phết đấy chứ đùa đâu. Đây chúng ta có hai cái miếng vỉ nhựa như này chứa toàn bộ các cái bộ phận. Đấy. Một cái màu cam và một cái màu xanh. Bây giờ chúng ta sẽ tháo cái đống này ra. Tính đến thời điểm hiện tại thì phải mất đến vài ngày mình mới lắp xong được cái con mô hình này. Cái này không biết phải gọi là mô hình hay là gọi là cái gì, cứ gọi nó là cái mô hình đi nhá. Thì đây, cái hộp nó như này. Và sau khi lắp nó như thế này. Mình cứ nghĩ là cái tỷ lệ này nó sẽ đúng cơ. Nhưng không ngờ thì lúc mà lắp lên thì nó chỉ còn là 1 phần 2. Chỉ bằng 1 phần 2 cái hình bìa thôi nhá. Nhưng có một điều cực kỳ là đáng chú ý ở đây. Đó, theo như thiết kế thì đây sẽ là một cái tấm pin kiểu như sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời. Và cái con này nó sẽ phải thiết kế để đi được
bằng cái năng lượng ánh sáng mặt trời đấy. Đây này, trong này nó có ghi đây này, solar power đây. Và chính cái năng lượng đấy nó sẽ là một cục pin và có một cái dòng dọc ở trong này cấp năng lượng và để nó quay hai cái chân này. Đây, nó truyền dòng dọc xuống để hai cái chân này nó đi được. Đó. Nghe, vấn đề ở đây là không hiểu là cái pin nó hỏng hay là cái chân này nó quá nặng để cho cái pin này nó có thể di chuyển được, mà sau khi mình đã lắp hoàn chỉnh hết tất cả rồi thì nó không chịu chạy một tí nào cả. Và bây giờ thì như một cục gạch, như một cục chặn giấy luôn. Ok, vậy thôi. Trong khoảng một tuần thì mình đã review xong cái mô hình khỉ vượn hay là kinh công gì đó cho anh em xem. Thực ra cái thời gian mà lắp cái con này, thì những cái bộ đồ chơi kiểu như này ấy, thì cái thời gian mình tận hưởng nhất đó là cái lúc mà mình tháo lắp và những cái bộ phận này với nhau. Chứ còn sau khi xong cái thành phẩm rồi mà lỡ nó có bị hỏng cái nào chỗ nào đó thì nó cũng không quan trọng lắm. Và do con này nó không thể chạy được cho nên mình nảy ra một ý tưởng là hoặc mình sẽ trưng bày hoặc mình sẽ give away con này. Anh em muốn nhận cái con này về làm chặn giấy không thì hãy comment xuống bài viết cho mình biết nhá. Ok, còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại anh em trong những video clip tiếp theo. Mình sẽ unbox về mô hình, mình sẽ unbox về toy, mà mình sẽ unbox về truyện tranh nhiều hơn. Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em.